Kìa, mọi người nhìn thấy gì không? Kìa. Cái chỗ đen đó. Bụng vàng kìa. Ôi nhờ. Ôi, nó đang xuống kìa. Anh em bản làng chào mọi người nhá. Chào anh em nhá. Chào tất cả các bác nhá. Tối hôm nay anh em mình có đi ra bờ suối để săn đêm một tí. Mấy hôm nay trời mưa quá nên là cũng không có đi làm video được mọi người. Nên là trời ấm nên là anh em mình rủ nhau đi ra bờ suối soi xem bắt được con gì bắt con đấy. Thôi đi đi. Đi lên trên đi. Đi đi xuống dưới này đi. Cầm quay à. Quay đi. Cầm đi, cầm chân, cầm đi. Kéo kéo. Chưa thấy cái dầu phải không? Mưa. Còn cái là mấy. Cái này à? Con này bé hơn con đấy. Con thứ hai nhá. Đây con thứ hai nhá. Đây thả này ra đi, thả này ra. Đây lên đấy. Rồi ok. Dụng cụ hơi bị hiệu quả đấy. Dụng cụ này chỉ hỗ trợ tay lúc ở trên cao thôi. Con dần giáo. Con này được tầm mấy lạng vậy? Một lạng nữa, một lạng nữa. Này con này là chuyên soi thấy à? Đây là con này đấy. Ta soi đây. Rồi mình cũng biết soi rắn rồi. Thì nó động rồi, động rồi mình nhóc. Đây chân này vào cầm đi. Thôi Duy cầm cái bao đi cái tải ra. Cao quá bắt tay cũng được nhưng mà không đế. Kéo lên kéo xuống. Đây là phải nhìn. Những cái thứ người ơi. Cứ để nó ở trên cây. Con này cắn thì cũng không không sao đâu nhưng mà đau. Hiệu quả. Đâu rồi? Ở đây. Cái này được đấy, mà mày đi cậu mua ống nhựa PVC ấy mà. Dài một tẹo nữa. Dài cũng vừa thôi. Con thứ ba mọi người ạ. Con này như con nấy nhờ. Con nấy luôn. Tầm khoảng một lạng thôi mọi người. Con đầu tiên có nhất. Con cầm rồi, quăng nó vào được. Được thêm hai con nữa là đi về được rồi. Như cái con rắn này cho vào trong bao mà cái bao bình thường kia là nó dùng cái đuôi là nó ngoáy 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 này nó ra đúng không? Ở những cái bờ đá này là sẽ có nhiều con rắn này mọi người. Này, đây là bờ đá người ta làm vườn, người ta xếp lại thành hàng rào luôn đấy. Viện ở bên này lại soi được một con rồi mọi người. Đầu nó ở đâu? Đấy.
mới. Này bé tất cả đâu nha. Ờ, con này bé đó. Này béo. Thả đi. Dạ. Bằng ngón tay, ngón tay cái. Chưa đến ấy. Thả đi nha. Ừ, con này. Bé nè. Đây mọi người. Bằng ngón tay cái. Con rắn. Rắn rảo. Nhìn góc dưới, nhìn nó vàng. Hay cận cảnh. Cận cảnh nó cắn đấy. Đúng. Cái đầu của nó. Tao đảm bảo với mày là nó không cắn. Thôi được. Dạ. Con nó bé. Dạ. Được không? Ừ. Nó vẫn ở thôi chứ. Cười. Kéo ra rồi đây. À, thôi, để ra hiệu kéo rồi. Oh. À, hiệu à, và xoay đèn ra nhé. Bỏ phết. Để xem cái đầu của nó. Ui, tuột rồi. Ôi. Ôi rồi. Tuột rồi. Tuột được nhỉ. À mẹ nó cầm vào cái cây. Ôi. Thế cái nhỉ? Nó xuống dưới này soi lại xem. Không thấy rồi, nó xuống đây là sao bắt được nữa. Tuột. Cây đều quá mọi người. Nó kẹp vào cái cây rồi. Ờ, kẹp vào cái cây này đây. Đây. Cái nhỉ? Mai nó lại lên mà. Có khi không lên nữa đâu. Đó. Tối nay bị dọa một phát như này. Cái xoài đến đâu rồi? Phải có cái cây này hơi đều. Mai phải về chế lại. Nhưng mà phải không... Đồ này là đồ dùng một lần thôi. Ừ. À, cái này nó phải khít vào với nhau thì nó tạm thôi. Con này to không? Thì chưa. Cho bằng con đầu tiên kia. Xoay xuống dưới cái cầu kia rồi nghỉ. Mình lại thấy gọt rồi. Đâu? Đây. Thấy chưa? Được. Bụng kia hả? À, ơi là mày xoay. Ừ, nó cuộn về, nó cuộn. Đấy, mày xoay rắn thì mày phải chui xuống dưới gốc. Xoay. Nhìn. Ờ, hai con kìa, một con. Đâu? Ờ, hai con. Ôi, một con nữa kìa. Ôi. À, thảo nào mình cứ đi xoay cái cành cây này. Mẹ nó à, ngọn nữa. Bắt con này chắc đừng làm động. Mình hay là mình rút ngọt rồi cứ tưởng mình rút tắm mà rồi cứ soi cái canh ngọt đã cốc phải không? Đấy là chưa có kinh nghiệm đi soi mọi người ạ. Được được được. Đừng động nha. À mẹ, nó vẫn ở trên ngọn thôi, mình cứ đi soi thấp thấp ô. Cây này hay có nhiều nhờ. Đi chưa, chưa động đâu. Hiểu hết rồi. Cầm tay mình không sợ đâu. Thôi. Con này cắn có đau đâu đi, cái cầm nó. Ê, rồi. Nó cắn đau đấy. Đau ấy. Nó không có độc nhưng mà nó cắn đau ấy. Nhanh như vậy. Ừ, dễ ghê ghê. Cái này nè, cái này quá khủng. Cái chơi nó hiểu ra. Ừ, hăng động để bắt con trên nhá. Ừ. Cào. Cẩn thận nhá. Ừ. Đây là rắn ráo nha mọi người. Con này thì nó không có độc.
nhưng mà nó cắn thì nó cũng đau đầu một tí nên là anh em cũng phải cẩn thận một tí. Ai ơi, còn gì nữa, còn gì nữa, thả nhá. Rồi đừng thả, đừng không sợ đâu, đừng bảo là cái đầu. Còn cái gì đấy, có cứ nói này. Ừ. À, Đo xem dài bao nhiêu viện? 1 mét. Một mét nhỉ? Đây. 1 mét hơn. Nãy sủng một con chắc bằng này đấy. Còn một con nữa nha mọi người. Đây cái con kia ở cái chỗ đèn chiếu vào kia nha mọi người. Mình bọn mình cũng đi bắt lần đầu ấy, chưa có kinh nghiệm, toàn là nghiệp dư thôi. Mình ngày đầu tiên đi rồi đủ thò thò lên với đường nó chạy này, với lên đường nó chạy đấy, còn đến mà đi đâu hơi xa nhờ, lôi được nó ra được, hơi xa. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Sao phải lấy cây dài dài chứ? Chưa đến đâu, chưa đến đâu. Ôi, chạy xuống dưới, xuống dưới em kia này, xuống dưới này. Từ từ, nó đang đang kia. Lấy sang bên kia, lấy sang bên kia, lấy. Sao đi, đây kia nó, sang bên kia. Đó. Ở bên kia mới lấy được. Nước sâu lắm, nước sâu lắm. Đấy nó treo mình ấy, tay mày trượt ra là không lấy được nữa đâu. Ngay vẫn còn đấy, khả năng vẫn còn đấy, phải lại xuống bên dưới thôi. Các bạn là mình làm không động mấy nó không chạy được mà. Bên kia viện này bảo là thấy một con nữa rồi mọi người. Ui dài thế. Thế mọi người nhìn thấy nó trắng từ đây. Đi thấy cho nó thôi. Viện này xa rắn đấy nhỉ. Tí nữa thôi bụi này, bụi này đã cứ xoay tí rồi. Thôi. Viện là tối nay đi ra cửa vào giờ đại bàng rồi. Này cho ấy. Thôi vừa hết nhỉ. Lôi ra đi. Tớ bắt mày bắt. Mày sợ nó thích chưa? Chuyên nhảy vào đi. Ê, đó bắt thôi. Bọn này nuôi tao sợ, tao đi sợ bao rắn rồi đấy, thích bao rắn này. Vừa rồi, vừa rồi. Không nuôi gì đó, cứ quay rồi. Ôi được rồi, ôi được rồi. Đây gọi là chuyên bắt quen tay rồi nên là thích rồi đấy. Học năm chẳng đi.
Ơi, thả nhá. còn đuôi ạ. Quay cho khỏi hài chuyên nữa. Đây, con này to phết này. Thôi, mọi lần sợ rắn này. Đây, giờ chuyên này. Bắt rắn trải nghiệm. Lát nữa cho AD bắt rồi bắt nữa cho. Cho ông Caravan bắt rồi. Ngồi, phân nó ấy. Vào không? Rồi. Ui, nhặng khuế rồi đấy. Hơn, chắc phải được 2 cân rồi. Không đến đâu. Đấy, cẩn thận chuyên hết nhá. Cái heo thẳng, con nó xuống hết đi. Thải thải răng này. Vẫn đi nó nhỉ, con này vừa lên. Thì mấy cái bụi này có à. Ui. Thử phát này à. Tổ kiến này to không mọi người. Đây, vẫn còn mà. Vẫn còn con. Thử vào trong xem nó có trứng không. Chui ra thành đàn luôn. Có trứng đấy, loại này. Đây thì mình quay gần một chút cho mọi người xem cái tổ kiến này. Con này không biết nó đốt được không hay là nó chỉ cắn thôi. Thử cho tay thôi. Thôi không chơi giải. Nó cắn thì đau nhưng mà đốt thì xinh nhé mọi người. Kìa, mọi người nhìn thấy gì không? Kìa. Cái chỗ đen à. Bụng vàng kìa. Ôi nhờ. Đây, đấy. Đấy, thấy rồi. Thấy không kìa, bụng đấy, vàng kìa. Đấy, con này to phết. Cây gì nhưng mà cây này cao quá. Ui, bên kia một con nữa mọi người. Đâu, một con ở đâu? Đây một con vọc vàng đây. Đây, cái chỗ đèn đấy. Đấy, thấy không? Con bên kia đấy kìa. To, từ từ. Có gì nó xuống cái chỗ mày kìa. Ôi nó đang xuống kìa. Không phải, nó vẫn nằm đây. Đây này. Đấy, xuống này. Xuống bên đây này. Xuống đi. Đây nó đang đấy, từ đang xuống gốc này xuống lên này. Đây con rắn đây mọi người. Đó, à, nhìn vào chưa vàng. Được, chưa được. Nó lại lên. À, nó không lên này, nó tìm cành xuống. Nhưng mà xem con bên kia nữa cơ. Con bên kia, cây bên kia đâu. Cây bên kia khác cây à? Ờ. Nhìn vàng luôn này mọi người. Mày sang bên này xem đến không? Ui, chút nữa nhỉ. Nhìn nó dài tầm khoảng mét mốt đấy, nhờ mét mốt, mét hai đấy. Không đến. Trừ khi cái đầu nó thò xuống. Đây, cố gắng đến đâu. Xem cái móc vào bây giờ nhá. Móc vào giữa ấy, xong kéo mạnh. Chưa được, một chút nữa. Một chút nữa, cố là lấy được cái đoạn thân dưới này này. Đấy, gần được rồi đấy. Cái đoạn... Đấy, rồi. Kéo mạnh vào, giật mạnh xuống. Đây. Trên nó đang kéo xuống. Lấy nốt con này nữa về nhỉ. Còn con bên kia nữa về nhỉ. Mày sờ đấy, cũng được. Mắc rồi mà. Thôi mày để nó cắn một cái tay. Đừng nó cái găng tay. Không à. Có vô. Đây mấy anh em bắt rắn chuyên nghiệp là bảo mấy anh em ở bản này không biết bắt. Đấy. Con ra khu bắt con à. Ghê. Cái cây khó được rồi. Cửa cái cây. Ghê. Loài hoài mấy phút rồi mà vẫn chưa bắt được con rắn này. Khổ thật chứ. Cho hơi rồi nhỉ con này ấy. Bắt rắn này tay phải nhanh nhỉ. Lượng pịch rồi phát ra. Chụp luôn. Cho mình lần đầu tiên mình bắt mình cũng vẫn thấy ghê. Nên là mình mới làm cái cây này. Chuyên nhiều ở đây. Thả nhá. Giờ kia ông bà ông còn người xoay vòng.
Không, như thế là một chiêu ấy, để cho nó kiểu đánh lừa ấy. Tao phết nhỉ. Khỏe lắm nè. Ừ. Thôi, kéo thôi. Thấy ra. Trong này bụi gai, nó có nhiều gai lắm mọi người. Cái gối nhỏ ấy. Cuốn nào thằng thạc thôi. Con này to phết này. Có ai phân ra trong cái đầu này không? Ừ. 2 cân hơn rồi đấy nhỉ. Ừ. Rớt cho cái đầu kia không? Trong hồ rồi. Đấy đúng rồi. Đâu xuống rồi, ôi nhặng hết. Đâu còn con nữa đấy. Con bên này nó ở cành bên kia. Đây là kia. Đây. Ôi nhìn kìa. Này. Vàng gươm. Nhìn thấy không? Thấy mà. Ôi, nhiều phết. Đây nó ở chỗ đèn kia nha mọi người. Nhìn vàng á. Ờ, nó xuống theo này. Đấy, con này xuống này, ngoan đấy. Nhờ nó có dừng lại không? Ừ. Bắt luôn đoạn kia á? Đến không? Nó sẽ bị chuyển qua cành kia đấy. Cứ qua cái thân nữa. Đấy, đúng rồi, kéo xuống đi. To quá mọi người ạ. Giật mạnh quá. Ừ, đây cây hiệu quả không? Được. Đây bây giờ chuyên thể như bình tĩnh. Đây là phải tay nhanh hơn não. Ôi con này rồi. Phải á. Cẩn thận nó dở rồi. Quay cho đưa cho mọi người xem. Đây, đây. Dài ươm, dài ngoàng luôn. Còn rắn ráo, toàn rắn ráo thôi nha mọi người. Ừ. Tối nay thì chỉ có 3 anh em mình đi thôi. Còn Huấn với lại Tuân thì không biết đi đâu rồi. Chỗ này như đầm lầy nhỉ? Chỗ này là chỗ đầm lầy mà. Đây mọi người nhìn chân của mình này. Bật hết. Ui, chỗ này vừa có gai, vừa có đầm lầy, bùn lầy nữa này. Mình bảo là đi suối nên là đi dép cho nó dễ. Đây mọi người nhìn chân này. Mọi người đi ủng với ông quay phim ông đi dép. Chào mọi người, ở trên nhà thì mấy anh em đang làm thịt con rắn. Thì bây giờ mình tranh thủ xuống dưới này mình hái một tí lá lút này, mình hái được bằng này rồi thì mình sẽ hái lá lút này về để làm món chả rắn nha mọi người. Thank you.
anh em bạn làng mời mọi người ăn thịt rắn với anh em mình nha. Thì ở đây có một cái đĩa thịt rắn xào với sả ướp này. Còn bên này là cái chả rắn với lá lốt. Chỉ có như vậy thôi mọi người nha. Anh em mình tối nay thì làm một tí bia cho nó mát, bởi vì bây giờ mùa hè rồi. Rồi mời mọi người nha. Rồi. Mời anh em nha. Mùa hè đến rồi mà bán bia cho nó thật khoái. Rồi, mình làm một cái chả rắn trước đi. Đẹp thử là. Ui, thử món này. Nào. Món nào ngon hơn nữa. Mình cho mấy xả. Nhưng mà cái này kêu chắc là tiếu lại chúng.